lạm phát, tiếng chuông cảnh báo khủng hoảng. Những bước chân hối hả trong nhịp sống đô thị, tất cả các thành phần của nền kinh tế đều bị cuốn vào vòng xoay kiếm tiền. Tuy nhiên, quá nhiều tiền cũng không tốt đâu đấy, thậm chí có thể dẫn đến những hệ quả khôn lường. Nghe có vẻ lạ nhỉ? Đó là trường hợp nào? Tại sao quá nhiều tiền lại không tốt? Lạm phát là gì? Trong nền kinh tế, khi có quá nhiều tiền lưu thông sẽ dẫn đến lạm phát. Định nghĩa một cách đơn giản nhất, lạm phát là tốc độ tăng giá chung của hàng hóa và dịch vụ ở một quốc gia nhất định. Tốc độ lạm phát không ổn định mà phụ thuộc vào chính sách của chính phủ. Nguyên nhân lạm phát bắt nguồn từ chính sách nới lỏng tiền tệ. Nhiều tiền lưu thông hơn sẽ khiến cho đồng nội tệ mất giá và hàng hóa trở nên đắt đỏ. Ví dụ lúc ban đầu, một đồng nội tệ đổi được một đồng đô la. Nếu có nhiều tiền đưa vào lưu thông, hai đồng nội tệ đổi được một đồng đô la. Như vậy, tỷ giá đồng đô la so với đồng nội tệ không còn là 1:1 nữa, mà là 1:2. Khi đồng nội tệ mất giá so với đô la, lạm phát sẽ xảy ra vì hầu hết các hàng hóa trên thế giới niêm yết bằng đồng đô la. Lúc này, để mua một loại hàng hóa nào đó, chẳng hạn như vàng, sẽ cần số tiền gấp đôi. Cụ thể, với tỷ giá 1:1, để mua 1 ounce vàng cần 1.900 đô la, tương đương 1.900 đồng nội tệ. Tuy nhiên, với tỷ giá 1:2, để mua 1 ounce vàng cần 1.900 đô la, nhưng cần đến 3.800 đồng nội tệ. Bạn sẽ thấy rõ, nếu tỷ giá tăng gấp đôi thì số tiền phải bỏ ra để nhập khẩu hàng hóa thay đổi khủng khiếp như thế nào. Nếu muốn chống lại lạm phát, giải pháp thường được các ngân hàng trung ương thực hiện là thắt chặt chính sách tiền tệ, nâng lãi suất để rút tiền về. Trường hợp không phản ứng kịp để đối phó với lạm phát, giá cả hàng hóa tăng quá nhanh và thường gọi là lạm phát phi mã, rất dễ dẫn đến những chính sách sai lầm, thậm chí có thể gây ra sự sụp đổ của bộ máy chính phủ. Khủng hoảng từ lạm phát. Ví dụ rõ nhất là cuộc khủng hoảng gần đây tại Sri Lanka. Quốc gia này vốn luôn bị thâm hụt dự trữ ngoại hối bởi nhập khẩu cao hơn xuất khẩu. Từ năm 1965 đến năm 2022, Sri Lanka đã nhận 16 khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Để ngăn chặn việc cạn kiệt dự trữ ngoại hối, chính quyền Sri Lanka đã cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu phân bón. 6 tháng sau khi chuyển sang sản xuất hữu cơ và không sử dụng phân hóa học, quốc gia từng tự chủ về sản xuất gạo phải nhập khẩu hơn 600 triệu đô la gạo từ nước ngoài. 7 tháng sau quyết định chuyển sang sản xuất hữu cơ, chính phủ Sri Lanka buộc phải bỏ lệnh cấm phân bón hóa học. Tuy nhiên, sự thay đổi đã quá trễ, tình trạng khan hiếm hàng hóa nhanh chóng xảy ra trên diện rộng. Người dân phải xếp hàng dài để đổ xăng, trong khi những người bán đồ ăn không có nguyên liệu để chế biến. Giá cả hàng hóa ngày càng trở nên đắt đỏ, gây nên sự phẫn nộ và làn sóng phản đối rộng khắp. Sau đó, Tổng thống Sri Lanka buộc phải từ chức, dẫn đến sự sụp đổ của bộ máy chính quyền đương nhiệm. Đến với trường hợp khác, tại Argentina, người dân đang phải săn lùng hàng hóa cơ bản giá rẻ, khi tỷ lệ lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này có thể vượt 140% trong năm 2023. Diễn biến này xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, trở nên trầm trọng hơn bởi một đợt hạn hán dữ dội làm giảm sản lượng nông sản, gây thiệt hại cho hoạt động xuất khẩu của quốc gia này đến 20 tỷ đô la trong năm nay. Hiện tại, chính quyền Argentina đang cố gắng thu xếp một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để nhận được khoản vay trị giá 7,5 tỷ đô la. Với động thái này, các quan chức Argentina hy vọng cuộc khủng hoảng tài chính sẽ được xoa dịu vào cuối năm. Mặc dù vậy, chính quyền Tổng thống Alberto Fernandez còn gặp nhiều thách thức trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 13 tháng 8 sắp tới, khi IMF chắc chắn sẽ yêu cầu Argentina hạn chế nhập khẩu một số loại hàng hóa và thắt chặt chi tiêu, những động thái khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm nhiều khó khăn. Tình hình lạm phát thế giới 6 tháng đầu năm 2023. Ở các quốc gia khác trên thế giới, tình hình có vẻ dễ thở hơn. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, với dữ liệu tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tại Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, giảm đáng kể so với tỷ lệ 3,8% vào tháng 5. Lâu nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn sử dụng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân để làm thước đo
hướng đến mục tiêu lạm phát 2%. Với thông tin vừa công bố, giới đầu tư hy vọng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất trước những dấu hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ. Trên thế giới, lạm phát cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Đối với các quốc gia thuộc tổ chức G7, dữ liệu tháng 6 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, Đức, Pháp và Ý đều giảm. Ở khu vực châu Á, tỷ lệ lạm phát của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Singapore cũng có dấu hiệu giảm tốc. Nguyên nhân khiến cho lạm phát đồng loạt hạ nhiệt ở nhiều nước trên thế giới được cho là nhờ giá năng lượng. Vào tháng 6 năm trước, giá dầu thế giới trên $100 mỗi thùng. Đến cuối tháng 6 vừa qua, giá dầu thế giới chỉ còn $70 mỗi thùng. Đối với các nước thuộc tổ chức G7, dễ nhận thấy giá năng lượng ở ba quốc gia Mỹ, Canada và Nhật Bản đều giảm mạnh. Đồng thời, lạm phát giảm tốc cũng nhờ sự phục hồi của chuỗi cung ứng. Trong giai đoạn đại dịch, nhu cầu đối với các mặt hàng như đồ điện tử và nhiều thiết bị tăng chóng mặt, kết hợp với sự gián đoạn chuỗi cung ứng khiến giá cả lập đỉnh. Đến thời điểm này, các nút thắt trong chuỗi cung ứng phần nào được tháo gỡ, giúp giảm bớt chi phí và hàng hóa trở nên rẻ hơn. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á không tốt, tốc độ phục hồi của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không như kỳ vọng, khiến lực cầu suy yếu. Chịu tác động nhiều là những quốc gia xem Trung Quốc là đối tác xuất khẩu chủ yếu như Brazil và Úc. Lực cầu thiếu hụt chính là nguyên nhân trực tiếp khiến giá hàng hóa giảm trên phạm vi toàn thế giới. Lạm phát thế giới cuối năm 2023. Điều đáng chú ý là mặc dù giá tiêu dùng giảm ở nhiều quốc gia, nhưng các ngân hàng trung ương hàng đầu vẫn tiếp tục tăng lãi suất vào tuần trước. Các quan chức cho biết đợt thắt chặt chính sách tiền tệ kéo dài một năm có thể kết thúc, nhưng vẫn nên duy trì tâm lý thận trọng nhất định. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết, cơ quan này sẽ cân nhắc giữ nguyên lãi suất hay tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9. Tất cả sẽ phụ thuộc vào diễn biến nền kinh tế trong 2 tháng tới. Chưa thể kết luận được điều gì tại thời điểm này. Đối với Hoa Kỳ, mặc dù giá tiêu dùng đã giảm nhưng vẫn còn quá sớm để có thể lạc quan. Thông tin vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ ở mức 3%, tiệm cận mục tiêu 2%. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây trên thị trường năng lượng có thể sẽ khiến cho các quan chức Hoa Kỳ phải đau đầu. Vào tháng 6 vừa qua, Ả Rập Saudi, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, tuyên bố sẽ giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 7. Trên thị trường thế giới, giá dầu giảm trong tháng 6 nhưng bật tăng trở lại suốt tháng 7. Hiện giá dầu WTI ở mức $80 mỗi thùng. Khoảng giá được cho là phù hợp với kỳ vọng của chính quyền Riyadh. Khi giá dầu phục hồi, các mặt hàng lương thực cũng có khả năng thay đổi theo, khiến tốc độ lạm phát tăng nóng trở lại. Đó là lý do Nhà Trắng đang theo dõi giá xăng sát sao và các cố vấn hàng đầu thường xuyên thông báo tình hình cho Tổng thống. Hiện tại, các cố vấn của Tổng thống Biden tin rằng tình hình ổn định, nhưng mùa hè là thời gian cao điểm sử dụng máy điều hòa và du lịch. Do đó, cần bám sát nền kinh tế để có quyết sách thích hợp. Trong một tuần qua, giá xăng tại Mỹ đã tăng trở lại. Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân giá xăng tăng xuất phát từ việc tổ chức OPEC cộng giảm nguồn cung và tình trạng nắng nóng khắc nghiệt khiến các nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động. Nếu giá tăng đến mức cần phải phản ứng, chính quyền Tổng thống Biden có thể chọn giải pháp ngừng mua dầu để giảm bớt lực cầu, hoặc thúc đẩy các nhà sản xuất ở khu vực Trung Đông nâng sản lượng cao hơn. Đến lúc này, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được cho là vẫn có quan điểm diều hâu về lãi suất, khi tổ chức này vừa nâng lãi suất đồng đô la lên mức cao nhất trong 22 năm qua. Đồng thời, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cuộc chiến chống lạm phát chưa thể kết thúc bởi các chính sách chưa có thời gian đủ dài để phát huy tác dụng. Đối với kinh tế Mỹ, có phải kiềm chế lạm phát là nguyên nhân duy nhất khiến Fed duy trì quan điểm diều hâu về lãi suất? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi chia sẻ nhận định cùng bạn nhé! Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tại sao lại thế cũng đã hết. Chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn những thông tin thú vị khác trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!